Chào các bạn, tôi là tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng. Hôm nay tôi sẽ trình bày, trao đổi với các bạn về một cái chủ đề, đó là sử dụng hình ảnh học trong đột quỵ như thế nào. Thì mục tiêu của bài học hôm nay là các bạn sẽ làm sao để trình bày được các nguyên lý cơ bản của hình CT, các lớp điện toán và hình cộng hưởng từ MRI. Sau đó thì các bạn sẽ chỉ được trên hình ảnh CT, MRI các cấu trúc giải phẫu cơ bản của não bộ. Rồi các bạn sẽ nhận diện được những hình ảnh xuất huyết não, xuất huyết dưới nhện trên CT scan. Và các bạn nhận diện được các dấu hiệu sớm của thiếu máu não và hình ảnh nhồi máu não trên CT. Bạn lựa chọn các kỹ thuật hình ảnh trong đột quỵ cấp. Cái phần đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là các cái nguyên lý cơ bản của CT và MRI. Thì đầu tiên là với CT, chúng ta xem hình này, chúng ta sẽ thấy rằng cái CT scan được phát minh từ năm 1972 và đến được giải Nobel năm 1979 với hai tác giả. Trong đó thì ông Hauschild là người đã được góp công rất là lớn, và cái tên Hauschild này được dùng để làm đơn vị đo cái đậm độ trong CT scan. Thì đây là cái hình ảnh CT scan đầu tiên được chụp năm 1971 do Hauschild thực hiện trên một phụ nữ 48 tuổi nghi tổn thương ở thùy trán. Và các bạn biết không, cái hình thì không, chất lượng không hề cao, rất là thấp. Tuy nhiên thì nó phải mất đến 15 giờ để tái tạo, chụp và tái tạo ra được cái hình này. Nhưng mà điều đó cũng rất là quý ở cái thời điểm đó rồi. Và bệnh nhân đã được chẩn đoán là meningioma, tức là u màng não của thùy trán, và được phẫu thuật ngay sau đó. Các cái máy CT đầu tiên như thế này thì nó sẽ mất khoảng chừng 6 phút cho một lần quay một cái lát cắt, và sau đó mất khoảng 20 phút để tái tạo một lát cắt như thế này. Đó là lý do tại sao mà một cái hình cắt lớp điện toán CT scan của hộp sọ của bệnh nhân thì mất tới 15 giờ. Cho tới nay thì mặc dù có nhiều cái kỹ thuật, nhiều cái tiến bộ trong cái kỹ thuật, tuy nhiên thì các nguyên lý thì vẫn không thay đổi. Nguyên lý CT là gì? Đó là sử dụng TX. Thì TX, chúng ta biết rồi, giống như là trong các chụp X quang thông thường thôi. Tuy nhiên thì ở đây nó là chụp cắt lớp, do đó các cái CT, cái TX sẽ không có chiếu toàn bộ, mà nó chỉ chiếu thành một cái chùm tia ngang mặt cắt thôi. Và các cái chùm tia từ một cái đầu phát sóng, đầu phát chùm tia như thế này, nó sẽ phát qua người bệnh nhân, và sau đó nó sẽ có một cái dãy đầu dò để mà thu lại những cái tín hiệu TX đã xuyên qua cái cơ thể, các bộ phận của cơ thể của bệnh nhân đó. Sau đó thì cái đầu dò này sẽ thu lại, thì cái đầu dò, cái đầu phát này nó xoay vòng quanh một cái bộ phận của bệnh nhân, và cái tín hiệu nó sẽ thu lại thành một cái vòng tròn như vậy. Và sau đó thì tín hiệu sẽ được đưa về trong máy tính. Máy tính sẽ tái dùng cái tín hiệu đó để tái tạo lại và cho ra cái hình ảnh trên màn hình. Thì những cái hình ảnh thu được của chúng ta nó phụ thuộc vào cái độ hấp thu TX của các cái mô. Thì có các thể máy khác nhau. Ban đầu thì người ta dùng các máy chỉ có một cái hàng đầu dò thôi, như vậy thì nó quay một vòng quanh cái cơ quan, cụ thể ở đây là đầu, thì sẽ cắt được một lớp, sẽ cho được hình ảnh của một lát cắt. Và như vậy thì nó sẽ mất rất là lâu để cắt từng lớp, cắt một lớp xong rồi cái bàn sẽ dịch chuyển đẩy cái đầu qua một vị trí mới, cắt thêm một vòng nữa để một vị trí. Sau này thì người ta không có cắt từng lát như vậy nữa, người ta dùng cái gọi là CT xoắn ốc, có nghĩa là sẽ xoay liên tục và cái bàn di chuyển liên tục, nó thành hình xoắn ốc thế này, cứ thế nó cắt xuống. Rồi sau đó thì cái máy nó sẽ tái tạo lại, thì nó nhanh hơn, tuy nhiên thì vẫn chưa phải là nhanh hơn nhiều. Sau đó người ta chế ra nhiều hàng đầu dò, ví dụ như là đầu tiên sau cái một sẽ là bốn lát cắt, bốn cái hàng đầu dò đó thì cứ mỗi lần xoay một vòng thì nó sẽ được là bốn lát cắt. Và càng ngày càng tiến bộ lên, bây giờ cái phổ biến mà hay dùng hiện nay là 64 lớp cắt, và rất là nhiều bệnh viện hiện tại đã có cái máy 128 lớp cắt. Và những cái máy mới hơn nữa thì ít nơi có, mà thường là dùng trong nghiên cứu trước. Chừng đó lớp cắt nghĩa là gì? 64 lớp cắt, 128 lớp cắt thì có nghĩa là một lần nó quay quanh nó sẽ cắt được 164 hoặc là 128 lớp.
cắt CNC, thành ra nó cắt rất là nhanh và cái lát cắt rất là mỏng, mình sẽ khảo sát được kỹ hơn và cái thời gian cũng nhanh hơn, đặc biệt là khi chúng ta cần chụp mạch máu, cần có thuốc cản quang đó, thì chỉ cần một liều thuốc nhỏ thôi là người ta chụp rất là nhanh, có thể lấy được hết toàn bộ cái khu vực mà chúng ta cần, cụ thể là đây mạch máu não chẳng hạn, thì sẽ rất là nhanh ha. Không cần phải hai liều bơm thuốc, tại vì thuốc nó chạy vào động mạch rồi nó thoát đi rất là nhanh, nếu chúng ta chụp không kịp thì sẽ phải bơm thải lại liều khác và hình ảnh nó sẽ không có đẹp. Và cuối cùng với những cái lát cắt nhiều như thế này thì cái máy CT scan đa lớp cắt nó sẽ giúp cho cái hình chụp não của chúng ta thay vì là 15 giờ như là của thời Housefield lúc mới nghiên cứu, bây giờ nó chỉ còn 15 giây thôi là có thể làm xong. Có thấy thời gian nó thay đổi như thế nào. Đây là cái hình ảnh cho chúng ta thấy cái quy ước các cái độ Housefield HU là của các cái loại mô khác nhau, thì ở đây là cái độ hấp thu TX và khi nó thể hiện trên phim thì chúng ta sẽ thấy ở đây có các cái mốc. Thứ nhất là nước, nước mô nước như ở đây là dịch não tụy là màu đen, là nó là không đơn vị Housefield. Cái xương chúng ta thấy trắng ở đây là đậm độ nó cao, đó là cái đậm độ nó là 1000 đơn vị Housefield. Rồi thì giữa hai cái mốc này sẽ là các cái thành phần khác, ví dụ như là chất xám sẽ khoảng 30 đến 40 Housefield, chất trắng là 20 Housefield, thì chúng ta sẽ thấy là chất xám nó sẽ hơi trắng hơn một chút xíu so với chất trắng trên cái phim CT này. Và cái mô xuất huyết thì nó khoảng 40 đến 90, còn trong khi cái mô vôi hóa thì nó là trên 100 đến 120, ví dụ như đây là vôi hóa, những cái đám vôi hóa của cái đám rối mạch mạc và của tinh tùng, thì đó là đậm độ trắng, nó sẽ không bằng xương, xương tới 1000 lần, vôi thì là khoảng 100-120 trở lên, nhưng mà xuất huyết thì lại thấp hơn cái mức đó. Riêng không khí thì thường chúng ta sẽ không gặp trong não một cái tự nhiên, mà nó xảy ra khi mà có chấn thương hoặc là phẫu thuật, thì chúng ta sẽ thấy cái độ Housefield của nó là âm 1000, tức là nó rất là đen, nó đen thui. Thì đây là những cái mốc Housefield thông thường chúng ta dùng các cái mô thông thường. CT scan hay là cắt lớp điện toán thì nó sẽ có những cái lát cắt, tuy nhiên thì các lát cắt chuẩn của nó sẽ không phải là cắt thẳng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau như thế này, mà nó sẽ cắt theo cái đường gọi là orbital mediatone, có nghĩa là từ cái chân ổ mắt cho tới cái lỗ tai ngoài, lỗ tai ngoài, thì đây là cái đường cắt chuẩn thông thường chúng ta sẽ dùng để khảo sát sọ não. Nó hơi sạch xéo một chút xíu, và các lát cắt của chúng ta thường là dày khoảng 2 mm, và khoảng cách giữa hai lát cắt là trong cái vùng hố in và vùng hố sâu thì chúng ta khoảng 2 đến 4 mm thôi, tại vì các cái cấu trúc ở đó nó nhỏ, mình phải cắt mỏng mỏng để mình khảo sát được kỹ hơn. Mà lên trên đại não thì thường cái lát cắt trình bày ra nó sẽ cách nhau khoảng chừng 8 mm, tổng cộng lại lớp cắt dày 2 mm và cách nhau 8 mm, như vậy tổng cộng thường là hai cái chừng khảo sát liên tiếp nhau nó sẽ cách nhau là 1 cm. Rồi ở bên cạnh đây chúng ta thấy cái hình có một cái não, một lát cắt mà chúng ta chia ra làm 3 cái hình khác nhau, thì ở đây gọi là cửa sổ khảo sát. Thì nó bao gồm có một cái trung tâm và một cái gọi là cái trường, cái độ lớn của cái trường khảo sát đó. Thì ở đây chúng ta sẽ chỉ cần chụp một lần và chúng ta sẽ thay đổi trung tâm của nó, trung tâm khảo sát và cái độ dài của cái khảo sát đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái đây nó giống như là một cái trường hợp zoom thôi. Chúng ta sẽ zoom lại giống như chụp máy ảnh, thì chúng ta sẽ zoom lại để chúng ta coi một cái khu vực nào đó kỹ hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ zoom lại, ví dụ như cửa sổ nhu mô thông thường nó sẽ có cái mức trung tâm, mức chính giữa là khoảng 40 độ Housefield và cái độ rộng khảo sát là khoảng 80 Housefield. Thì như vậy chúng ta sẽ nhìn được nhu mô rất là rõ ràng. Như vậy thì chúng ta thấy là nhu mô nó khoảng chừng 25, 30, 40, thì chúng ta sẽ tập trung vào cái khoảng đó và mở rộng ra một cái khoảng 80 độ Housefield, chúng ta sẽ quan sát rất là tốt nhu mô. Nếu chúng ta muốn quan sát xương
xương thì chúng ta không thể nào, chúng ta quan sát ở cửa sổ mô, chúng ta sẽ thấy cái xương nó chỉ trắng bóc như thế này thôi, chúng ta sẽ không thấy được chi tiết của nó. Nhưng khi chúng ta chuyển qua cửa sổ xương, xương chúng ta là 1000 độ Hertzfield, do đó người ta đặt cái cửa sổ khảo sát là trung tâm là khoảng 750 và rộng ra khoảng 3500. Thì như vậy thì nó là một cái khảo sát rất là tổng quát ha, và nó tập trung ở khoảng chừng 700, 800, 1000. Chúng ta sẽ thấy được rõ ràng cái xương, từng cái thành phần của nó, vỏ xương, tủy xương, vân vân, chúng ta sẽ thấy được, nhưng chúng ta sẽ không thấy được gì như mô hết. Rồi trong đột quỵ thì CT chúng ta sẽ dùng một cái cửa sổ khác gọi là cửa sổ độ tương phản cao. Cửa sổ này nó ở khoảng chừng 30 và độ rộng là 20. Thì chúng ta sẽ thấy nhìn có vẻ nó hơi thô, tuy nhiên thì các bạn nhìn có thể thấy không được đẹp lắm, nhưng mà cái hình này là nếu các bạn nhìn quen thì nó sẽ rất giúp ích chúng ta rất nhiều trong cái việc mà thấy được cái đột quỵ, cái nhồi máu sớm. CT thì chúng ta có thể chụp không thuốc như là hình nãy giờ chúng ta thấy, và chúng ta có thể bơm thuốc để chúng ta xem những cái mạch máu nó tới như thế nào, và những cái khu vực nào hàng rào máu não nó bị phá vỡ thì cái thuốc cảnh quang nó cũng sẽ ngấm tới. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy được thứ nhất là mạch máu, và thứ hai là cái thấm, tính thấm của thành mạch như thế nào, tức là hàng rào máu não. Thì chúng ta sẽ chụp cảnh quang khi nào chúng ta muốn khảo sát mạch máu, hoặc là chúng ta phải muốn khảo sát cái tổn thương nào đó xem nó có nhiều máu nuôi tới hay không. Ví dụ như một khối u tân sinh, thì khi chúng ta chụp nó có nhiều mạch máu tân sinh trong đó, thành ra khi chúng ta chụp cảnh quang sẽ thấy chỗ đó nó sẽ bắt cảnh quang nhiều hơn so với những mô khác, giúp chúng ta nhận diện rõ hơn. Rồi chúng ta có thể chụp để tìm nhìn mạch máu, thì đây là CT mạch máu, thì chúng ta phải bơm thuốc vào và ta dựng hình, chúng ta sẽ được những cái cây mạch máu rất là đẹp như thế này, từ quai động mạch chủ lên cho tới các cái động mạch não. Tiếp theo là MRI thì đây là kỹ thuật cộng hưởng từ, thì nguyên lý của nó như thế nào? Chúng ta nghe là cộng hưởng từ là chúng ta biết là nó sử dụng từ trường. Thì MRI là Magnetic Resonance Imaging, tức là hình ảnh học hình ảnh cộng hưởng từ hạt nhân. Rồi thì bình thường cái nguyên lý của nó là sử dụng từ trường, thì nó sử dụng, nó đánh giá ví dụ như là ở đây là các cái ion hydrogen trong cơ thể có thể quay một cách tự nhiên, nó đều có. Khi mà áp một từ trường bên ngoài vào thì các cái ion này sẽ được bẻ theo một cái hướng của cái từ trường đó, hướng nam hoặc hướng bắc, nhưng mà vẫn còn một số cái nguyên tử nó lẻ, nó không có bắt cặp. Thì lúc đó người ta sẽ phát ra một chùm sóng radio frequency RF phát vào đó, thì khi mà cái chùm sóng này phát vào thì các cái sóng này nó sóng cái nhân mà lẻ cặp đó nó sẽ xoay theo hướng ngược lại với cái hướng của nó đang có, tới khi mình tắt cái sóng RF đi thì các nhân hydrogen lẻ cặp đó lại quay trở lại vị trí ban đầu. Mà nếu chúng ta nhớ lại trong vật lý, trước giờ chúng ta học, thì khi nó chuyển một trạng thái thì nó sẽ giải phóng ra năng lượng. Thì lúc mà nó bẻ nó đi hướng khác thì nó sẽ hấp thu năng lượng, và khi mà xả nó ra, các cái phân tử nó quay trở lại vị trí ban đầu thì nó sẽ phát ra năng lượng, tín hiệu, và máy MRI sẽ ghi nhận cái tín hiệu đó để tái tạo thành hình ảnh. Chúng ta nhìn một cái hình của máy MRI đây, thì chúng ta sẽ có một cái nam châm rất là lớn để tạo một cái từ trường lớn, và sau đó thì người ta sẽ phát xung RF để mà đo. Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cách phát khác nhau. Chúng ta có thể là phát nhanh, phát chậm, rồi chúng ta phát rồi chúng ta dừng lại để thu lại cái tín hiệu nhiều hay ít. Thì đó là những cái thông số đó, thay đổi những thông số đó nó sẽ ra những cái xung khảo sát khác nhau, cho ra các tính chất khác nhau. Chính vì vậy chúng ta thấy cái MRI nó phức tạp hơn với CT rất là nhiều. CT scan chúng ta hầu như chỉ có một hình hoặc là thêm một hình cảnh quang nữa là đủ, là hết. Tuy nhiên thì với MRI chúng ta thấy thường một bộ chụp MRI mà nếu mà in ra phim có thể là 6 tấm, 7 tấm mà vẫn chưa hết, thì thường người ta cũng vẫn chỉ chọn lọc để in ra thôi. Thì mỗi cái cách thay đổi những cái thông số như vừa rồi tôi nói sẽ quyết định nó ra một cái hình ảnh nào, và đây chúng ta có một số cái hình ảnh mà thường gọi là một cái xung, một cái chuỗi xung mà chúng ta thường dùng trên lâm sàng. Thứ nhất là A đây là xung T1.
xung T1 thì là xung cho chúng ta thấy các cấu trúc giả cấu rất là rõ ràng. Nếu những cái lúc nào chúng ta muốn đánh giá xem cấu trúc của não nó có bị tổn thương, bị đẩy lệch, bị ảnh hưởng gì không thì chúng ta sẽ dùng trên cái T1 này. Ở T1 các bạn thấy rất rõ, dịch não tụy là màu đen ha. À, chất trắng ở đây nó tốt hơn CT, dễ hơn CT ở chỗ là chất trắng nó màu trắng và chất xám nó màu xám, nó đúng theo cái tên mà chúng ta hay thường gọi. Ha. Rồi còn hình kế bên này là hình flare và hình F này là hình T2. Ha. T2 với flare nó gần tương tự như nhau. À, T2 và flare dùng để thấy cái tổn thương. Nếu tổn thương nào thì nó có cái tổn thương trên não, nó phù thì nó sẽ ra cái hình tăng tín hiệu, tức là màu trắng. À, tuy nhiên vì cái T2 này nó có dịch não tụy màu trắng, do đó nên cái tổn thương có thể bị lẫn vào dịch não tụy, nhất là tổn thương ở gần vỏ não mà nhỏ nhỏ. Do đó người ta mới tạo ra cái chuỗi xung flare này để xóa cái dịch não tụy đi. Chúng ta không còn cái thấy dịch não tụy màu trắng nữa, thì như vậy chúng ta sẽ thấy cái tổn thương nếu nó màu trắng thì chúng ta sẽ phân biệt rất là rõ ràng. Hình C này là hình SWI hay là hình xuất huyết, thì cái chuỗi này sẽ giúp chúng ta nhìn thấy xuất huyết. Đây là cái chuỗi mà giúp chúng ta thấy được tổn thương nhồi máu não rất là sớm. Đây là chuỗi xung, gọi là chuỗi xung khuếch tán ha. DWI diffusion khuếch tán. Còn hình này là hình có thuốc, hình này hình T1 giống như T1 trên này, nhưng mà hình có bơm thuốc. Chúng ta thấy các một số cái mạch máu là bắt thuốc như thế này. Thì như vậy chúng ta thấy là mỗi cái hình MRI, mỗi cái chuỗi xung nó sẽ có một cái công dụng khác nhau, giúp chúng ta thấy được một những cái tổn thương khác nhau. Và như vậy thì chúng ta sẽ phải thuộc, sẽ phải hiểu để chúng ta có thể đọc được phim. Do đó đọc phim MRI nó sẽ khó hơn. Đây là các cái chuỗi xung mà chúng ta thường dùng trong đột quỵ cấp, đột quỵ thiếu máu cục bộ. Thì chúng ta sẽ có thường dùng những xung gì? Thứ nhất là T2. Thứ hai là flare để chúng ta tìm những cái tổn thương. Tuy nhiên thì chúng ta muốn nhìn thấy tổn thương nhồi máu sớm, chúng ta phải dùng chuỗi xung này. Chuỗi xung này, chuỗi xung khuếch tán. Ở đây chúng ta thấy cái phần trắng trắng đây là những cái tổn thương thiếu máu. Tuy nhiên thì một số trường hợp hình khuếch tán này nó sẽ dễ bị nhiễu, chúng ta sẽ không chắc được là đúng nó thực sự là cái vùng vùng mà hạn chế khuếch tán hay không, thì chúng ta phải dựa trên cái hình ADC. Thì lúc nào đọc phim MRI cũng chúng ta MRI mà đột quỵ cấp thì chúng ta đều có phim khuếch tán và phim ADC kế bên. Thì nếu phim ADC những cái tổn thương đó nó thành màu đen thì chúng ta mới kết luận đây là có hiện tượng hạn chế khuếch tán, mà nếu mà trong bệnh cảnh cấp tính đột quỵ xảy ra thì đây là hình ảnh nhồi máu nó sớm. Rồi còn kế bên là hình T2 hemo, hemo tức là xuất huyết, thì nó cũng giống như hình vừa rồi chúng ta có là hình SWI, SWI là hình nhạy cảm về xuất huyết, thì sẽ giúp chúng ta nhìn thấy những cái tổn thương xuất huyết. Hình MRI cũng giúp chúng ta khảo sát được mạch máu giống như CT, nhưng nó còn có cái lợi điểm hơn CT ở chỗ là chúng ta có thể khảo sát mạch máu mà không cần tiêm thuốc. Ở đây là hình mạch máu mà không cần tiêm thuốc, đó là hình TOF 3D. TOF tức là TOF, 3D là 3 chiều thôi, 3 dimension. TOF là time of flight, tức là thời gian bay đó. Tức là nó người ta sẽ điều chỉnh làm sao để chỉ bắt được những cái tín hiệu từ những cái vật thể, những cái cấu trúc nó đang chuyển động thôi, và đó là dòng máu. Và những cấu trúc mà không phải đứng yên một chỗ thì nó bị xóa đi, do đó chúng ta có thể thấy được hình mạch máu như thế này mà không cần phải tiêm thuốc. Tuy nhiên thì chúng ta có thể có một hình nữa là hình MRI mạch máu mà có tiêm thuốc, thì sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn hình động mạch, đặc biệt là động mạch ngoài sọ. Phần tiếp theo chúng ta sẽ khảo sát các cái giải phẫu của các não bộ ở trên hình CT và MRI. Có cơ bản thì chúng ta sẽ phải học và chỉ được những hình này. Thì các bạn hình như thế này thì các bạn cũng khá là quen thuộc, bởi vì hình này cũng hình cắt đứng dọc thì chúng ta thường học giải phẫu, chúng ta cũng có cái hình này. Chúng ta sẽ nhận diện được các cái cấu trúc như là phía trước là thùy trán, phía trên là thùy đỉnh, phía sau là thùy chậm. Chúng ta có thể chai ở giữa, chúng ta có cấu trúc thân não ở đây, trong đó trung não ở bên trên cùng, tới cầu não và tới hành não ở đây. Thì các bạn nhìn có thể nhận diện rất là rõ. Chúng ta có tiểu não ở đây, chúng ta có lều tiểu não ngăn cách giữa thùy chậm hay đại não phía trên với lại tiểu não phía dưới, và phía dưới cùng này chúng ta thấy cái tủy sống ở đây, chúng ta đã thấy. Hình này đây là hình cắt ngang ở bên cạnh, bên góc bên trái này.
các bạn có một cái đường đỏ. Đường này cho người ta thấy là cái lát cắt này đang nằm ở đâu, thì như vậy nó cắt ở gần trên đỉnh đầu. Thì chỗ này chúng ta sẽ thấy là có cái đường giữa là cái liềm não, ở bên phim MRI chúng ta cũng thấy như vậy, cái đường giữa ở đây. Các bạn nhìn thì các bạn thấy phim MRI bao giờ cũng rõ ràng hơn so với phim CT khi mà khảo sát cái nhu mô hết. Rồi, thì đằng phía trước chúng ta sẽ có thùy chán, phía sau là thùy đính, và cái vùng ở giữa này cao hơn não thắt một chút xíu, ở giữa chúng ta là vùng bánh tia hay gọi là vùng trung tâm bán bộ dục. Đây là hình cắt thấp hơn xuống, thì khi cắt thấp xuống thì nó đã cắt ngang qua cái cấu trúc như là não thắt. Do đó chúng ta đã thấy cái não thắt bên ở đây. Và chúng ta thấy ở bên trong giữa nó có cái đám rối mạch mạc, mạch mạc ở phía trên của đồi thị. Rồi, chúng ta vẫn có đường giữa, và ngay phía trước này chúng ta có thể chai, phía sau này chúng ta có cái đuôi thể chai ở đây. Rồi, đây là sừng trước của não thắt bên, sừng chán của não thắt bên, và đây là sừng sau của não thắt bên, này là sừng chậm của não thắt bên. Phía trước chúng ta vẫn có thùy chán và phía sau chúng ta có thùy chậm. Cắt thấp hơn xuống một tí xíu thì lúc này chúng ta thấy cái não thắt bên nó chỉ còn một khúc ở phía trước ha, và ở giữa chúng ta có cái vách ngăn ở giữa gọi là vách trong suốt. Rồi, đây vách trong suốt này nhìn rất rõ ha. Rồi, chúng ta có ngay cạnh não thắt bên, phần sừng chán của não thắt bên, chúng ta sẽ có cái nhân đôi, thì nhân đôi ở đây, và xích ra ngoài thì xíu thì chúng ta sẽ có nhân bèo, nhân bèo hình tam giác. Đây, nhân bèo hình tam giác gồm có bèo sẫm và cậu nhạt, nhân đậu gồm bèo sẫm và cậu nhạt, và giữa nhân đôi, nhân đậu và đồi thị là cái hình chữ V. Hình chữ V này chính là cái bao trong, và phía sau này là cánh tay sau, và phía trước là cánh tay trước. Ở bên này chúng ta nhìn rất là rõ cánh tay trước và cánh tay sau của bao trong. Ở bên trong là đồi thị, bên ngoài là nhân đậu, và phía trên, phía trước là nhân đuôi. Rồi, chúng ta có một cái lều tiểu não nhỏ nhỏ ở đây, là cái khúc trên, khúc chóp, chóp của cái lều ha, nhỏ nhỏ thôi. Và như vậy thì phía trong tức là phía dưới, phía trong tức là phía dưới của cái lều thì nó là cái tiểu não, ở đây là cái thùy nhỏ của tiểu não. Còn phía trên, phía ngoài tức là phía trên, tức là thùy chậm. Còn đây là cái sừng sau của não thắt bên. Rồi, ở đây là một cái lát thấp hơn tí xíu, chúng ta thấy cũng gần tương tự. Chúng ta thấy được nhân đuôi, ta thấy được đồi thị, ta thấy được nhân đậu. Rồi, vào trong ở đây ha, thì chán đằng trước, thì chậm đằng sau. Và ta thấy có ở đây có gì, có thủy đạo. Thủy đạo nó nằm ở trong cái khe synvius này. Bên ngoài là thủy thái dương ha, và bên trong là chúng ta có thủy đạo, thủy đạo ở trong này. Ta cắt thấp xuống nữa, thấp xuống thêm một chút xíu nữa thì chúng ta có cái gì? Chúng ta sẽ thấy là não thắt 3 nó còn một chút ở đây. Cái này não thắt 3 còn một chút ở đây. Não thắt bên nó còn cũng còn một ít thôi. Chúng ta cũng vẫn thấy các cấu trúc như nhân đuôi, phần dưới của nhân bèo, nhân đậu ha. Rồi, và ta thấy gì ở đây? Vẫn có cái khe synvius. Rồi, khe synvius rồi. Rồi, chúng ta có cái lều tiểu não nó phần thấp hơn tí xíu, phía bên trong ta vẫn sẽ có là thủy nhọng của tiểu não. Tiểu não ha. Rồi, và chúng ta thấy ở đây là bắt đầu từ đồi thị nó bắt đầu xuống tới trung não rồi. Chúng ta thấy cái hình dạng của cái cụ não sinh tư của trung não nha. Ở đây, ở bên này thì đang thấy tiểu não và cụ não sinh tư đây. Rồi, này chúng ta thấy thủy đạo rất là rõ ha. Và cái khe mà chứa dịch não tụy ở trong đó, ở khu vực này là khe synvius. Chúng ta lại cắt xuống thấp nữa thì bây giờ nó đã cắt qua về mặt thân não, chúng ta cắt qua là trung não. Ở đây các bạn nhìn thấy cái hình chữ V của cái rãnh liên cuốn ha, của trung não. Đây là trung não, và bên này các bạn nhìn rõ hơn, rõ của trung não ha. Rồi, thì chúng ta sẽ có chỗ này là chỗ cái khe synvius rồi ha. Chúng ta có thùy chán ở phía trước, chúng ta có thùy thái dương ở khối sọ giữa này, và thùy chậm ở phía sau. Ở đây chúng ta thấy cái cấu trúc này nó là phần thấp, phần bắt đầu thấp xuống hơn của tiểu não. Đây là tiểu não ha, các bạn nhìn cũng thấy phân biệt rất là dễ. Cái vân của tiểu não, vỏ tiểu não nó khác với cái cấu trúc của trên đại não. Ở bên hình MRI các bạn nhìn thấy rõ ràng hơn. Cái vân của tiểu não nó đi ngang ngang vòng vòng như thế này, trong khi các cái vỏ não, rãnh vỏ não bên trên thì nó đi một cái kiểu khác ha, các cái hồi não. Ở đây các bạn nhìn cái trung não đây thì sẽ thấy cái phần khuyết
giữa đây chính là cái kênh synvius ha, kênh synvius hay là cổng não đó. Rồi chúng ta đi xuống thấp hơn, cắt xuống thấp hơn một chút xíu. Ở đây là cắt thấp hơn một chút xíu, chúng ta sẽ thấy cầu não. Rồi cầu não thì chúng ta sẽ thấy gì? Cầu não hình tròn tròn màu bầu ở đây, và đằng sau nó là bắt đầu có cái não thất tư nha. Và phía sau sẽ là tiểu não. Tiểu não bây giờ nó là nguyên cái vùng này là tiểu não rồi. Phía trước này, ngay cái xương đá xương thái dương này, thì ra ranh giới ở đó thì phía trước nó là hồ sọ, giữa là thủy thái dương và phía trước là thủy chán. Bên em ra chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng ha. Thì cái phần tiểu não ở đây, cái phần tiểu não nó hoàn toàn khác ha. Chúng ta có một ít thủy chậm ở đây và thủy thái dương ở phía trước. Cắt xuống thấp nữa chúng ta sẽ có hành não. Thì hành não ở phía trước đây, và sau nó là toàn bộ là tiểu não hai bán cầu. Chúng ta có các cấu trúc của động mạch. Thì đây là cái hình tổng thể khi chúng ta chụp CT mạch máu, chúng ta có thể dựng hình ra được một cái hình như thế này, rất là đẹp, y chang như một cái hình giải phẫu. Chúng ta có cung động mạch chủ, chúng ta có thanh tay đầu, động mạch dưới đòn, động mạch cản chung một bên, động mạch đốt sống đây, và bên kia chúng ta có động mạch cản chung, động mạch dưới đòn, trong đó cái động mạch đốt sống đây nó xuất phát từ động mạch dưới đòn đi lên, hai động mạch đốt sống hai bên. Lên đây chúng ta sẽ chia đôi ra cái động mạch cản trong và động mạch cản ngoài, trong cản ngoài ha, mạch đốt sống đi lên tiếp. Chúng ta coi cái hình này cho nó to hơn một chút xíu, ta sẽ thấy là gì, động mạch cản trong đi lên đây và sau đó sẽ uốn quanh trong cái xương đá, trong cái xoang hang để tạo thành cái siphon, và sau đó sẽ lên, nó sẽ chia đôi thành động mạch não giữa đi hướng này và động mạch não trước đi vào trong và đi cạnh đường giữa. Bên kia cũng tương tự. Còn động mạch đốt sống sau khi vòng qua cái đốt đội để chui vào trong nội sọ, thì chúng ta có động mạch đốt sống đây và hai động mạch đốt sống nhập lại thành động mạch thân nền. Tới đỉnh thân nền thì nó sẽ ra hai cái động mạch não sau, còn cái nhánh động mạch phía dưới là động mạch tiểu não trên. Chúng ta còn một số cái nhánh như động mạch tiểu não trước dưới nó sẽ nằm ở đây, tuy nhiên ở đây cái hình này chúng ta thấy không rõ. Và chúng ta còn cái động mạch tiểu não sau dưới là pica đó, nó sẽ từ đây nó ra, chúng ta cũng không thấy trên cái hình này. Thì đó, đây là cái kỹ thuật chụp mạch máu và cái giải phẫu của cái động mạch lớn, động mạch chính của não. Và hệ thống tĩnh mạch chúng ta cũng có thể thấy được khi chúng ta chụp tĩnh mạch. Hình này là hình cộng hưởng từ tĩnh mạch, thì giúp chúng ta sẽ nhận diện được các cấu trúc như là đây là xoang dọc trên ha, xoang dọc trên, xoang dọc dưới thì rất là nhỏ thôi, đi gần đi theo cái hướng song song với xoang dọc trên nhưng mà nó nhỏ hơn rất nhiều. Rồi chúng ta có tĩnh mạch Galen ở đây và chúng ta có xoang thẳng ở đây ha. Rồi cả các cái tĩnh mạch này, xoang tĩnh mạch này nó lại thành cái hội lưu xoang tĩnh mạch. Ở đây cái hình trước sau chúng ta thấy xoang tĩnh mạch dọc trên đây và cái hội lưu tĩnh mạch đây, và nó sẽ chia ra hai bên là hai cái xoang ngang. Rồi sau đó thì nó sẽ ra xoang sigma và đi xuống tĩnh mạch cảnh. Rồi xoang ngang, xoang sigma và tĩnh mạch cảnh. Rồi ở trong phần trong này là hệ thống xoang tĩnh mạch sâu, nó có tĩnh mạch Galen ở đây và tĩnh mạch não sâu ở phía trong. Thì đây là những cái hệ thống tĩnh mạch. Tiếp theo là chúng ta sẽ xem các cái vùng tưới máu của não như thế nào. Thì tưới máu của não thì sẽ theo các phân bố của cái động mạch não chính. Thì chúng ta nhìn ở đây, chúng ta thấy rằng động mạch não trước đây nó sẽ chi phối cho cái mặt trong của bán cầu và phía trên, trong và phía trên của bán cầu. Khi động mạch não giữa thì nó sẽ chi phối cho mặt lồi, mặt ngoài, gần như toàn bộ cái mặt ngoài của bán cầu và xuyên sâu vào trong. Trong khi động mạch não sau thì nó chỉ chi phối cho phần sau của bán cầu. Rồi thì cái động mạch não sau nó thuộc hệ đốt sống thân nền, thì hệ thống sống thân nền sẽ chi phối cho toàn bộ cái vùng ngoài động mạch não sau ra, thì sẽ là vùng thân não và tiểu não. Đây là cái hình CT cắt ngang ASEAN, các lát cắt ngang, để chúng ta nhìn các cái vùng tưới máu trên cái lát cắt ngang như thế nào. Thì chúng ta thấy là phía trước và phía trong sát cạnh đường giữa là khu vực này là của động mạch não trước ha, và nó đi vòng bên trên luôn là động mạch não trước. Rồi chúng ta có phía sau là của động mạch não sau, đối trọng với đối xứng gần như đối diện với động mạch não trước ở phía trước, và động mạch não sau này nó sẽ chi phối cho cả cái vùng đồi thị ở đây
ha. Rồi động mạch não giữa thì nó sẽ chi phối cho phần lớn cái vùng còn lại của mạch lồi bán cầu và sâu vào trong ha. Như đây là động mạch não giữa. Rồi. Cái vùng này là cũng của động mạch não giữa nhưng là các nhánh xuyên sâu. Và chúng ta có cái một cái động mạch nữa là động mạch mạc mạch trước, là một nhánh của động mạch cảnh, cũng chi phối cho cái vùng bao trong ở phần dưới. Đây là cái lát cắt đi qua các cái nhân nền. Còn nếu chúng ta cắt cao hơn thì chúng ta thấy lúc đó chúng ta chỉ còn động mạch não trước ở phía trước, động mạch não sau ở phía sau và động mạch não giữa ở mạch lồi và sâu vào trong. Đó là hình vẽ, còn đây là hình thực tế nha các bạn. Các bạn nhìn đây, đây là một cái trường hợp bị nhồi máu của động mạch não trước, nó sẽ bị ở cạnh đường giữa ở trên cao ha, còn mạch lồi nó không có, tổn thương nhồi máu đen đen ở đây, và đây là tổn thương ngay cái thể chai ở phía trước này, là của động mạch não trước ha. Còn đây là tổn thương động mạch não giữa, các bạn thấy không, hình tam giác, hình chêm mà rất là bự, là toàn bộ cái động mạch não giữa rồi từ trước ra sau luôn, mạch lồi và sâu vào trong. Đây là một bệnh nhân khác cũng bị gần như toàn bộ của động mạch não giữa, còn lại lỗ chỗ một chút xíu chưa bị, ở đây chưa bị, vân vân. Và hình dưới này đó là người bị nhồi máu của động mạch não sau, động mạch não sau ở đây và cắt thấp hơn chút xíu thì nó xuống cái thùy thái dương, thùy chậm và thùy thái dương là của động mạch não sau, và các bạn thấy không, chủ yếu là phần phía trong nha, phía trong của thùy chậm và thùy thái dương, chứ còn phần phía ngoài thì lại là của động mạch não giữa rồi. Chúng ta qua cái mục tiêu thứ ba. Mục tiêu thứ ba chúng ta sẽ nói về cái hình ảnh bệnh lý. Thì chúng ta sẽ phải nhận diện được hình ảnh xuất huyết não và xuất huyết nhĩ nhện trên phim CT như thế nào. Xuất huyết trên phim CT các bạn rất là dễ nhận biết, bởi vì xuất huyết nó là hình ảnh tăng đậm độ, tức là nó trắng lên. Gồm có xuất huyết trong não, nếu ở trong nhu mô não, xuất huyết ở trong cái não thất hoặc xuất huyết quanh nhĩ nhện, và CT scan có khả năng phát hiện gần 100% các trường hợp xuất huyết não. Tuy nhiên thì nó có thể không phát hiện được những xuất huyết cũ, xuất huyết vi thể hoặc là xuất huyết đồng đậm độ. Và các xuất huyết nhỏ ở nhân nền thì lại cần phân biệt với vôi hóa, và một số trường hợp chúng ta phân biệt với nhiễu, đặc biệt là một số chấm xuất huyết nhỏ nhỏ ở cầu não thì có thể cần phải phân biệt với nhiễu. CT scan đối với vùng hố sau thân não thì vì cái xương xung quanh nó rất là dày đặc, do đó nên chúng ta rất dễ bị nhiễu ở trong cái khu vực thân não này. Để phân biệt giữa vôi hóa và xuất huyết thì chúng ta lưu ý một số điểm. Thứ nhất là vôi hóa thì thường nó xảy ra đối xứng và nó không có hiện tượng phù não và không có chăn chỗ gì hết, trong khi xuất huyết não thì nó xảy ra, thường là xảy ra một vị trí nào đó, do đó nên không có, nó không đối xứng và xung quanh nó có phù não, và nếu phù lớn chúng ta có hiệu ứng chăn chỗ. Nếu cần thiết thì chúng ta có thể sử dụng máy trên màn hình, trên máy để chúng ta đo xem cái độ Hausfield của cái tổn thương nó là bao nhiêu. Thì chúng ta biết rồi, xuất huyết nó chỉ khoảng từ 40 đến nhiều lắm là 90 thôi, độ HU, độ Hausfield. Còn vôi hóa nó phải trên 120, ít ra cũng phải là trên 100. Thì đó là cái chúng ta có thể dùng cái đo độ Hausfield để biết được, phân biệt được đó là vôi hóa hay nhiều máu hay xuất huyết. Đây, những hình này thì các bạn áp dụng thử xem, chúng ta sẽ xem cái nào là xuất huyết, cái nào là vôi hóa. Đây chúng ta thấy gì, đối xứng không, rất là đối xứng hai bên ha, và các vị trí cũng rất là thường gặp, đó là nhân răng của tiểu não nè và nhân đậu, là hai vị trí rất là thường gặp. Rồi ở bên này chúng ta có gì, cũng đối xứng hai bên, nhân đậu chúng ta có vị trí của tuyến tùng và của đám rối mạch mạc, đó là những cái vị trí cũng rất thường gặp của vôi hóa. Nó đối xứng ở vị trí thường gặp và nó không hề có phù chẳng chỗ gì xung quanh hết, không hề có vết phù, phù nó sẽ màu đen ha. Rồi ngược lại chúng ta qua cái hình này, chúng ta thấy gì, đây là một cái phần trắng tăng đậm độ lên, tuy nhiên thì nhìn có vẻ mờ mờ hơn cái bên kia là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là nó không đối xứng, và thứ ba là xung quanh nó hơi đen một tí xíu. Đây, đây cái lằn đen này có nghĩa là nó đang phù đó, thì nó có chắn chỗ này, bên này não thất thì nhìn hình rộng như thế này, nhưng bên kia não thất nó bị chèn ép lại rồi, thì đây là hình ảnh xuất huyết ha, trong khi hai hình kia là hình của vôi hóa. Cái vị trí xuất huyết não điển hình do tăng huyết áp là bốn vị trí, là đồi thị, nhân đậu, có thể là bao trong nữa, cầu não, đôi khi là hành não, trung não, nhưng cầu não mới là điển hình, và bán cầu tiểu não.
thì đây là bốn vị trí điển hình. Còn vị trí xuất huyết não mà không điển hình của tăng huyết áp thì nó sẽ nằm ở vị trí khác. Thì ở vị trí khác này không có nghĩa là đương nhiên là nguyên nhân khác đâu, nó có thể là nguyên nhân khác nhưng cũng có thể là do tăng huyết áp, tuy nhiên thì nó không điển hình của tăng huyết áp. Và khi nó xảy ra những vị trí này thì chúng ta sẽ phải đi tìm nguyên nhân khác xem có hay không. Trong trường hợp mà tìm tất cả mà chúng ta không tìm thấy nguyên nhân nào khác và bệnh nhân vẫn có tăng huyết áp thì các vị trí khác này, ví dụ như xuất huyết não thùy, là sát vùng vỏ não và dưới vỏ chẳng hạn, thì nó vẫn có thể là tăng huyết áp. Chúng ta loại trừ những nguyên nhân khác. Các nguyên nhân khác thường gặp là gì? Là dị dạng mạch máu não, là thoái hóa mạch máu dạng bột, là viêm nội tâm mạc, vân vân. Đây là hình ảnh CT scan của xuất huyết. Thì chúng ta thấy đây là hình xuất huyết của nhân này nha. Và đây là một cái xuất huyết rất là xuất huyết não thùy đây. Đây là ra ngoài vỏ não, còn đây là xuất huyết não vùng sâu ha. Còn đây là sát ngoài vỏ não, vỏ và dưới vỏ. Và cái xuất huyết này nó còn có đặc tính là nó xuất huyết khá là cấp, tối cấp, và nó có cái hiện tượng mức dịch máu, tức là hiệu ứng hematocrit á. Thì cái phần máu nó mới chảy ra mà chảy nhiều quá nên nó lắng máu xuống dưới nha. Và đây là cái hình ảnh xuất huyết não thùy đây. Nó nằm ở thùy não và nó phù, nó đẩy lại đường giữa và nó không đồng nhất, vân vân. Thì trường hợp này là trường hợp bệnh lý mạch máu dạng bột. Với xuất huyết thì người ta có thể tính cái thể tích của xuất huyết. Thì cách tính thể tích xuất huyết như thế nào? Đây là tính ước tính ha. Còn nếu mà tính bằng máy thì là chuyện khác. Ở đây chúng ta chỉ ước tính thôi. Để ra một cái giá trị tương đối thì chúng ta làm bằng cách là chúng ta sẽ lấy ba cái chiều của cái khối máu đó, và chúng ta ba chiều đó là A, B, C, thì chúng ta nhân lại với nhau A nhân B nhân C, rồi sau đó chia 2 sẽ ra cái thể tích. Vậy A, B, C là gì? A là cái chiều trục dài nhất ở cái vị trí, ở cái lát cắt mà cái khối máu nó lớn nhất, là A là cái trục lớn nhất. Còn B là cái trục lớn nhất cũng trùng trên cái lát cắt đó mà vuông góc với A, trục ngang vuông góc với A. Rồi. Còn C là gì? C là cái độ dày từ cái lát trên cùng có máu cho tới cái lát dưới cùng có máu, thì chúng ta sẽ đo giữa hai cái đó, thì chúng ta sẽ đếm cái số slide và nhân cái độ dày của mỗi cái slide đó, thì chúng ta sẽ ra được cái C, và chúng ta dùng công thức này để chúng ta sẽ thấy cái thể tích của khối xuất huyết. Đây là hình ảnh xuất huyết nhẹ. Thì đầu tiên nó cũng là xuất huyết, do đó chúng ta cũng thấy là đậm độ nó sẽ trắng lên. Đây, trắng lên. Tuy nhiên vị trí của nó không nằm trong nhu mô, mà nó nằm trong các khe bình thường nó chứa dịch não tủy. Thì đây là khe synovial nè. Đây là cái bể dịch não tủy ở trên tuyến yên, trên giao thoa, ha, vân vân, và các cái rãnh dịch não tủy và dịch não tủy quanh thân não, quanh thân não, vân vân, các khe synovial và các cái rãnh vỏ não nữa. Thì đây là cái vị trí của khoang dưới nhện, nó không nằm trong nhu mô, do đó chúng ta gọi là xuất huyết dưới nhện hay là xuất huyết khoang dưới nhện. Đã qua mục tiêu tiếp theo là đối với đột quỵ thiếu máu cục bộ, thì cái hình ảnh nhồi máu thì chúng ta khá là dễ nhận ra ha, nhưng mà hình ảnh mà thiếu máu sớm, tức là nó mới diễn ra thôi, thì sẽ khá là khó để nhận biết. Tuy nhiên thì chúng ta nhận biết được những dấu hiệu sớm này sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều trong việc chẩn đoán phân biệt và tiên lượng xong. Thì khi mà xem một cái hình bệnh nhân thiếu máu cục bộ, chúng ta sẽ tìm cái gì? Chúng ta sẽ tìm xem có cái dấu hiệu huyết khối ở trong lòng động mạch hay không. Thì đây là dấu hiệu tăng đậm độ của động mạch do huyết khối trong lòng mạch máu. Chúng ta có thể thấy được ở thân động mạch não giữa hoặc là ở các nhánh. Ha. Một số trường hợp có thể thấy ở nơi tận cùng của động mạch cảnh trong hoặc là cái động mạch thân nền. Rồi. Dấu hiệu này nếu chúng ta thấy thì nó khá là nghiêm trọng, bởi vì đây là những cái động mạch lớn, và nếu thấy cục huyết khối trong động mạch lớn, tức là tắc động mạch lớn, thì cái khả năng nhồi máu sẽ rất là lớn, bệnh cảnh sẽ rất là nặng, nghĩa là tiên lượng nặng. Cái dấu hiệu này thì nó khá là nhẹ, tuy nhiên thì độ đặc hiệu là kém, bởi vì nó có thể xảy ra, mình thấy cái đậm độ nó tăng lên do vôi hóa mạch máu. Người lớn tuổi có thể nó vôi hóa cái thành mạch, nó hơi vôi, người ta sẽ nó sẽ thấy là nó cũng sẽ trắng lên, tức là đậm độ nó cao lên, và vân vân, do đó nên chúng ta sẽ nó sẽ đặc hiệu không có tốt.
nên là chúng ta phải so sánh. Nếu mà nó đối xứng hai bên và nó không tương ứng với lâm sàng thì có thể không phải. Rồi, đây là cái hình ảnh cho chúng ta thấy rằng tâm cái đậm độ của thân động mạch não giữa đoạn M1 đây nó đang tăng cao lên. Bên kia chúng ta không thấy, ở đây một cái tình huống tình trạng tương tự, nhưng mà chúng ta đã thấy là cái phần giảm đậm độ nhồi máu đã có rồi ở đây. Trong khi trường hợp bên này là trường hợp sớm hơn, mình chưa thấy, nhưng mình thấy cái tăng đậm độ ở đây, chưa thấy cái nhồi máu. Đây là những cái hình ảnh khó hơn chút xíu. Khi các bạn thấy một cái chấm trắng ở đây, nhỏ nhỏ ở đây thôi, thì đây là tăng đậm độ gọi là dot sign. Nó là tăng đậm độ trong cái khe sinus, là cái nhánh mạch máu nhỏ nhỏ và nó cắt ngang qua. Các bạn thấy đây một chấm. Và với cái tắc nghẽn như thế này, ta thấy đậm độ nó giảm. Ở đây chúng ta có một chấm mạch máu nữa, nó giảm đậm độ đây, và về sau chúng ta chụp lại, chúng ta thấy là đúng là nguyên cái vùng này là vùng chi phối của động mạch bị tắc đó, nó sẽ bị nhồi máu, nhồi máu nó sẽ đen đi. Ngoài dấu hiệu đó thì chúng ta sẽ tìm các dấu hiệu sớm của cái thiếu máu cục bộ, nên là cái não tổn thương như thế nào. Thì chúng ta có một số cái dấu hiệu, đó là dấu hiệu xóa mờ nhân đầu, dấu ri băng thị đảo, dấu mất ranh giới trắng xám, dấu mờ calcinus và mờ các rãnh bỏ não. Thì ngoài cái dấu tăng quang ra, chúng ta còn có 50 dấu hiệu sớm khác liên quan đến cái nhu mô não. Chúng ta sẽ xem đây là một cái hình mà chúng ta sẽ cố gắng tìm xem trong này có 4 cái dấu hiệu sớm. Thứ nhất là mờ nhân đầu, thứ hai là mất ri băng thị đảo, thứ ba là nghề mờ calcinus, và thứ tư là mất ranh giới trắng xám. Ta sẽ xem nó nằm ở đâu nhé, các bạn nhìn xem có thấy không. Thì đây là những cái vị trí đó. Rồi, đây là nhân đậu ha. Khu vực này là nhân đậu. Chỗ này thì còn thấy khá rõ, nhưng mà khu vực này thì nó đã bị mờ đi rồi, đen đi rồi, đúng không? Rồi chúng ta có mất ri băng thị đảo và mờ calcinus là đây, thị đảo là đây và calcinus ngay kế bên. Chúng ta thấy so với bên kia rất là rõ ràng, cái calcinus thì bên này nó đã bị mờ. Và cái ri băng thị đảo là gì? Là chúng ta thấy rõ cái vỏ não thị đảo nó hơi trắng trắng lên. Và tiếp theo đó là cái chất trắng chỗ này, tức là bao cực ngoài đó, nó hơi đen đi, và sau đó là nhìn bèo, là nhìn xám, nó hơi trắng lên. Như vậy đây, một cái dải trắng, một cái đen nhẹ nhẹ và trắng trong này. Thì ở đây chúng ta không thấy chuyện đó nữa, từ đây ra đây là nó đen như nhau. Rồi chúng ta có dấu mất ranh giới trắng xám, vị trí số 4 này. Bình thường chất xám ngoài này, chất trắng trong này đen đen, như vậy chúng ta có cái ranh giới, nhưng mà khu vực này thì chúng ta không thấy, từ trong ra ngoài nó đều như nhau hết. Thì cái vùng giảm đậm độ nó là cái vùng này. Và đây là chụp sau đó 24 tiếng trở lên, thì chúng ta sẽ thấy cái tổn thương đúng cái vị trí mà chúng ta nãy giờ chúng ta chỉ. Thì đây, cái thời điểm chúng ta chụp sau, chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn như thế này. Tuy nhiên thì nhiệm vụ chúng ta phải nhận ra nó từ ngay từ lúc đầu này để chúng ta đánh giá và tìm được. Còn hình này thì các bạn thấy những dấu hiệu sớm gì? Hình này thì chúng ta sẽ thấy ít hơn cái hình kia một chút xíu. Đó là hình chỉ thấy là mờ vỏ não và mất ranh giới trắng xám thôi. Nó nằm chỗ nào các bạn? Nó nằm đây nè. Thì chúng ta sẽ thấy là cái rãnh vỏ não nó không còn rõ, và cái ranh giới từ chất xám ở đây vào chất trắng đây, nó không thấy, cái khu vực này chúng ta không có thấy rõ ràng. Trong khi bên này chúng ta thấy nè, chất trắng xám đây và chất trắng ở trong này đây, chất trắng đen đen đây, chúng ta thấy cái ranh giới rất là rõ. Thì cái khu vực này thì chúng ta không có thấy. Và kết cục sau đó chúng ta chụp nè, thì chỗ này nó càng giảm đậm độ nhiều lên nữa. Chúng ta tìm một cái dấu khác nữa, đó là dấu phù não. Thì như vậy chúng ta tìm tăng đậm độ của động mạch não giữa, chúng ta tìm các cái dấu hiệu sớm, và chúng ta tìm xem có phù não có đẩy lệch đường giữa hay không. Thì ở đây đường giữa là cái gì? Các bạn sẽ nối cái điểm giữa phía sau và cái điểm giữa phía trước, nối lại thành cái đường giữa. Và đây thì các cái cấu trúc dọc cái đường giữa này rất là đối xứng hai bên. Đây là hình ảnh bình thường. Ở đây là hình ảnh bắt đầu có lệch đường giữa. Ở đây chúng ta thấy một hình giảm đậm độ, tức là nhồi máu ở vùng này rồi. Và cái đường giữa ban đầu nó phải nằm theo cái đường đỏ này. Thì hiện nay nó đã bị lệch qua một bên. Với cái đây, cái vách trong suốt nó sẽ lệch qua bên này. Mặc dù cái chỗ lệch này nó chưa có nhiều lắm, nhưng mà nó đã bắt đầu có lệch rồi. Để thêm một thời gian nó sẽ lệch nhiều hơn. Tức là lệch đường giữa, tức là thoát ra, nó thoát ra khỏi cái vị trí ban đầu của nó. Chúng ta gọi là thoát vị não hay là tụt não đó. Thì dấu hiệu đó thường là dấu hiệu hơi muộn rồi, không còn sớm nữa. Và khi nhìn hình ảnh của nhu mô thì chúng ta sẽ phải xem là nó có tổn thương chưa và tổn thương có rộng hay không. Thì các bạn nhìn hình này, các bạn sẽ thấy là tổn thương rộng hay là không rộng.
vùng giảm đông độ, vùng nhồi máu nó nằm chỗ nào. Ừ, thì các bạn nhìn kỹ đi, bạn sẽ thấy cái khu vực này đậm độ nó khác hẳn bên kia rồi, nó đen hơn và chúng ta không thấy mịt mờ nhân đậu nè, rãnh cái khe nhú đây không rõ và ranh giới và răng tâm không rõ. Đây là nguyên cái vùng ranh giới, cái vùng cái đường vẽ vẽ lại cái vùng giảm đậm độ nó nằm ở khu vực nào cho các bạn dễ hình dung nha. Rồi, và đây là một cái trường hợp khác, đây là cái vùng giảm đậm độ. Khá là rõ các bạn ha. Tuy nhiên thì những hình rõ như thế này có nghĩa là cái nhu mô não nó đã bị hoại tử, nó thiếu máu hoại tử rồi, và thường chúng ta sẽ không có, không còn cứu gì được cái nhu mô não này nữa. Chỗ vùng này nó sẽ chết, nó sẽ hoại tử. Để xác định cái mức độ tổn thương thì ta sẽ phải có cái, chúng ta phải nhìn để xem là tổn thương nó nằm, nó có bao nhiêu rồi, nó lớn hay nó nhỏ như thế nào, thì chúng ta có cái những cái thang điểm để đánh giá nó. Bởi vì cái mức độ tổn thương rất là quan trọng. Nếu mà bệnh nhân đã hoại tử, đã tổn thương lớn rồi thì chúng ta không can thiệp làm gì nữa, bởi vì can thiệp sẽ không có giúp ích được cho bệnh nhân. Thì người ta sẽ dùng một cái thang điểm gọi là thang điểm aspect để đánh giá cái mức độ tổn thương. Thì thang điểm aspect là gì? Là người ta sẽ chia cái vùng tưới máu của động mạch não giữa ra làm 10 vùng, 10 khu vực ha. Thì chúng ta có 6 cái khu vực nông vỏ não bên ngoài, đánh số từ M1 cho tới M6. Thì còn là chúng ta có 4 cái vị trí gọi là vùng sâu ở đây. Thì cái thang điểm này sẽ được đánh giá ở hai cái lát cắt. Lát thứ nhất là ngang qua các cái nhân nền. Đây là các nhân nền đồi thị nè, nhân đậu nè, nhân đuôi nè. Thì cái lát cắt ngang qua cái nhân nền là lát cắt này. Và một lát cắt thứ hai là cắt ngay phía trên khi mà hết các cái nhân nền rồi. Thì ngay phía trên, đây là cái lát cắt ngay phía trên, không còn nhân nền nữa, thì lát cắt mà phía trên ha. Thì chúng ta sẽ có gì? Thứ nhất là vùng C. Vùng C là vùng caudate, tức là vùng nhân đuôi. Rồi chúng ta có IC là internal capsule, là vào trong. Ở đây chúng ta có lenticular là vùng nhân đậu, và chúng ta có insular là vùng thủy đạo. Rồi, thì đây là 4 cái vùng khu vực sừng sâu. Còn ta có vùng M1, M2, M3 là cái vùng vỏ não của động mạch não giữa. Ở cái lát cắt này chúng ta sẽ chia làm 3 vùng: vùng trước, vùng giữa và vùng sau. Ở trên cái lát cắt trên thì chúng ta chỉ có vùng vỏ não thôi, thì chúng ta cũng chia làm 3 vùng: M4, M5, M6. Như vậy chúng ta có 10 vùng tất cả. Và cái điểm aspect người ta chấm như thế này: bình thường cái vùng động mạch não giữa này chúng ta có 10 vùng là có 10 điểm. Nếu mà một cái vùng nào trong 10 vùng này bị giảm đậm độ, tức là bị tổn thương, thì chúng ta sẽ trừ điểm vùng đó đi. Có nghĩa là mất một vùng sẽ mất một điểm. Như vậy mất một vùng thì mình sẽ còn 9 điểm, mất thêm vùng nữa mình sẽ còn là 8 điểm, vân vân. Cứ như thế ha. Như vậy thì điểm càng thấp thì cái tổn thương nó càng nhiều. Điểm 10 tức là điểm cao nhất, có nghĩa là vùng, các cái vùng động mạch não giữa này nó vẫn còn nguyên. Đây là thang điểm để đánh giá cho động mạch não giữa thôi nha các bạn. Và khi mà điều trị tiêu sử huyết thì người ta dùng cái aspect này, cả trong can thiệp nội mạch cũng vậy. Thì người ta thấy rằng nếu mà aspect mà trên 7 điểm, tức là tổn thương còn ít, tức là 8 điểm trở lên, 8, 9, 10 thì tổn thương còn ít, thì cái khả năng chúng ta sẽ cứu được nhiều hơn, bởi vì nhu mô não nó chưa có chết, nó chưa có mất nhiều. Trong khi nếu mà điểm mà dưới 5 thì chúng ta sẽ khó mà cứu được. Có bởi vì cái vùng giảm đậm độ nó nhiều quá rồi, nó là dưới 5, tức là 4, 3, 2, 1. Thì như vậy chúng ta mất ít nhất là 6 vùng rồi. Thì 6 vùng thì cái tổn thương nó khá là lớn và chúng ta sẽ khả năng cứu được rất là thấp. Vậy còn cái khúc mà từ 5, 6, 7 thì sao? 5, 6, 7 là cái vùng mà còn có thể, nó có thể lưng chừng, nó chưa có rõ ràng, đó chúng ta có thể cân nhắc, vẫn có thể cân nhắc làm được. Về cái giá trị chẩn đoán của CT scan thì như thế nào? Thì thăm khám lâm sàng chúng ta có thể chẩn đoán được là nhồi máu là đột quỵ. Tuy nhiên thì nó sẽ không giúp chúng ta khẳng định chính xác được là nhồi máu hay là xuất huyết. Như vậy CT thì giúp chúng ta phát hiện ngay các hình ảnh xuất huyết não, máu tụ trong sọ, xuất huyết màng não, xuất huyết nhện á. Và do đó nên nếu chúng ta
chụp lên mà không thấy hình ảnh xuất huyết thì người ta có thể an tâm là không có xuất huyết, là loại trừ xuất huyết. Như vậy nếu bệnh cảnh là đột quỵ thì đó là đột quỵ thiếu máu. Với đột quỵ thiếu máu thì trong vòng 3 giờ đầu là cái cửa sổ rất là quan trọng để chúng ta có thể cấp cứu bệnh nhân cho tốt á, thì có khoảng 50% ta thấy được các hình ảnh bất thường, hình ảnh biểu mô sớm. CT nó có một cái lợi thế khác nữa là nó rất là nhanh nhẹn, nhanh và rộng rãi, khắp nơi đều có, không có quá đắt tiền. Máy cũng không đắt tiền và một cái giá thành một lần chụp cũng không có quá đắt tiền ha. Trong khi MRI thì nó có thể thấy tốt hơn, tuy nhiên thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn và không phải chỗ nào cũng có. Đây là hình MRI, nó chẩn đoán đột quỵ rất là tốt, rất là sớm. Tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất của nó là thời gian. Và một vấn đề thứ hai nữa cũng khá là quan trọng, đó là có một số chống chỉ định. Ví dụ như có dị vật kim loại trong đầu, ví dụ chiến tranh, miệng đạn, có một số người có miệng đạn trong đầu và không làm được. Ở một số trường hợp khác là các cái máy móc, ví dụ máy tạo nhịp tim hay một số máy khác thì vào trong gặp từ trường nó sẽ bị hư hại, không hoạt động được nữa. Rồi, do đó là một số cái chống chỉ định. Đây là những cái hình MRI mà dùng trong đột quỵ cấp, chúng ta cũng đã coi ban đầu rồi. Thì đây là một trường hợp mà có tổn thương, thì chúng ta thấy là trong đột quỵ cấp mới vừa xảy ra, chỉ có hình khuếch tán, hình DWI ha. Và kế bên nó là hình ADC, chúng ta thấy ADC nó đen và trong hình DWI nó trắng như thế này ha. Thì đây là trường hợp mà đột quỵ cấp thiếu máu cục bộ. Còn trên hình flare này chúng ta chưa thấy, hình T2 chúng ta chưa thấy gì rõ ràng hết. DWI giúp chúng ta nhận diện rất là rõ. Ở trường hợp này là thấy rõ rồi, nhưng mà trường hợp này cũng là tổn thương khá là lớn ha. Rồi thì chúng ta thấy đây, nếu MRI dùng MRI khuếch tán, cái độ nhạy của nó đến 83% và độ đặc hiệu là 98%. Trong khi CT scan thì mặc dù cũng, nếu mà thấy được thì cũng rất là đặc hiệu. Tuy nhiên thì thường nhiều trường hợp chúng ta không thấy, tức là độ nhạy là kém, 26% thôi nếu mà được chụp sớm. Cuối cùng là chúng ta sẽ xem xét xem chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào để chúng ta sử dụng các kỹ thuật hình ảnh trong đột quỵ cấp. Để mà quyết định điều trị tiêu sủi huyết đường tĩnh mạch thì cửa sổ chúng ta là 4:30, do đó nên trong từ lúc khởi phát và trong cái bối cảnh cái thời gian là não rất là cần thiết, rất là khẩn cấp, thì thường chúng ta sẽ không có chụp MRI mà chúng ta sẽ chụp CT scan. Hầu hết các trường hợp chúng ta sẽ chụp CT scan. Vậy khi nào thì chúng ta chọn MRI trong cái bối cảnh này? Thì trong cái cửa sổ này thì chúng ta sẽ chọn MRI ở một trong hai trường hợp thôi, hoặc là đột quỵ này không rõ giờ khởi phát. Ví dụ như đột quỵ khởi phát đột thức dậy đã thấy triệu chứng rồi thì chúng ta không biết nó xảy ra lúc nào trong đêm hết. Hoặc là về lâm sàng thì chúng ta không chắc chắn là đột quỵ, ví dụ như không có yếu liệt rõ ràng mà chỉ là lơ mơ bứt rứt vân vân, ta không dám chắc đó là đột quỵ thì chúng ta cũng sẽ chỉ lựa chọn chụp MRI. Và đây là cái quy trình thông thường chúng ta sẽ lựa chọn, đó là trong cái bối cảnh bệnh nhân 4:30 và cả trong 6 giờ nữa thì cái ưu tiên chụp số 1 sẽ là CT scan não. Khi chúng ta chụp xong, chúng ta sẽ đánh giá xem nếu có xuất huyết nội sọ thì chúng ta sẽ chuyển qua quy trình xuất huyết. Còn nếu không có thì chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá và điều trị tiêu sủi huyết đường tĩnh mạch ngay. Đồng thời chúng ta cần phải đánh giá về can thiệp, do đó nên phải thấy được cái động mạch nào bị tắc nghẽn, và do đó nên chúng ta sẽ kết hợp chụp ngay lúc đó là CT scan mạch máu, tức là có thuốc. Nếu khẳng định rằng CT này thấy được có tắc động mạch lớn thì sẽ chuyển bệnh nhân đi can thiệp ngay. Nếu không có tắc động mạch lớn thì chúng ta không tắc mạch lớn thì đâu can thiệp gì nữa, chúng ta chỉ dùng tiêu sủi huyết là xong rồi, chúng ta sẽ đưa lên điều trị nội khoa thôi. Rồi, đây là một cái tình huống khác. Thì đối với can thiệp nội mạch thì chúng ta sẽ có hai cái nhóm cửa sổ. Một cửa sổ tiêu chuẩn là cửa sổ 6 giờ. Trong vòng 6 giờ thì cái hình ảnh của chúng ta lựa chọn số 1, chúng ta vẫn lựa chọn là CT và CT mạch máu có thuốc, multiphase tức là đa pha để đánh giá cái bảng hệ thêm nếu được. Rồi, còn một số tình huống mà bệnh nhân đã được chọn MRI để chẩn đoán đột quỵ thì chúng ta sẽ kết hợp với MRA để đánh giá cái mạch máu não để xem có tắc mạch không để đưa đi can thiệp. Thì đây là cửa sổ tiêu chuẩn. Rồi, tuy nhiên thì hiện nay
chúng ta có thể mở rộng cửa sổ ra tới 24 tiếng. Sau 6 tiếng là vẫn có thể làm được. Tuy nhiên thì đối với những bệnh nhân này, cái cơ hội bệnh nhân sẽ không có nhiều. Và nhiệm vụ của chúng ta khi chúng ta mở rộng cửa sổ là chúng ta cố dùng kỹ thuật cao, dùng hình ảnh cao cấp để chúng ta truy tìm xem bệnh nhân nào vẫn còn cái vùng bị thương, vùng chấn tối dương sáng đó, tức là vùng mà chúng ta còn cứu được á, thì chúng ta mới can thiệp. Còn nếu bệnh nhân đó đã hết rồi, tất cả các vùng đều nhồi máu, đều hoại tử hết rồi, thì chúng ta sẽ không can thiệp được. Như vậy nhiệm vụ chúng ta sẽ phải tìm những bệnh nhân đó để mà can thiệp, chứ không phải chúng ta can thiệp đại trà. Rồi, và chúng ta sẽ làm bằng cái gì? Chúng ta sẽ dùng các kỹ thuật cao, trong đó thứ nhất là MRI. Thì chúng ta sẽ dùng MRI, MRI, MRA tức là mạch máu, và MRP tức là tưới máu bằng cộng hưởng từ. Hình ảnh tưới máu nãy giờ chúng ta chưa có nói tới, thì nó dùng thuốc, bơm thuốc vào để xem là đánh giá xem cái tưới máu não, máu não nên cái vùng đó nó là bao nhiêu, nhiều hay ít như thế nào. Rồi, và chúng ta sẽ so sánh xem là nó có cái trường hợp bất tương hợp hay không. Tức là chúng ta dùng những kỹ thuật này để ta thấy được cái gì? Ta thấy được cái vùng nào là vùng lõi, lõi tức là vùng hoại tử, vùng hư rồi, và vùng nào là vùng chân tối chân sáng tức là vùng bị thương. Thì nếu cái vùng lõi nó nhỏ, vùng chân tối chân sáng nó còn lớn, thì chúng ta sẽ quyết định can thiệp cho bệnh nhân đó để mà cứu được cái vùng chân tối chân sáng nó còn lớn đó. Trong trường hợp mà cái lõi nó lớn rồi, vùng chân tối chân sáng nó chẳng còn bao nhiêu hoặc đã hết rồi, thì chúng ta sẽ không can thiệp. Thì chúng ta sẽ dùng MRI hoặc là dùng CT. CT thì cũng phải dùng CTA và CTP, tức là CT tưới máu chứ không phải CT thông thường. Và đây là một cái hình ảnh ví dụ. Bên này là cái hình cho chúng ta nhìn thấy cái lõi nhồi máu, cái màu đỏ đỏ tím tím này là vùng lõi. Và bên kia là cái hình này sẽ hình tưới máu, cũng là hình tưới máu, giúp chúng ta thấy được cái vùng xanh xanh là cái vùng đang thiếu máu. Đang thiếu máu bao gồm cả thiếu máu chân tối dương sáng và cả vùng hoại tử luôn. Vùng này là vùng thiếu máu tổng cộng. Thì như vậy chúng ta làm chuyện gì? Ta sẽ lấy cái vùng thiếu máu tổng thể này trừ đi cái vùng mà bên trái này, tức là vùng thiếu máu đã hoại tử rồi, là cái lõi nhồi máu. Và trừ ra thì chúng ta sẽ gọi là cái vùng mismatch volume, volume tức là cái thể tích mà bất tương hợp, tức là thể tích còn lại, là vùng chân tối dương sáng. Ở đây là 105 ml. Thì như vậy thì cái với bệnh nhân này thì cái chân là khá là tốt, vùng chân tối dương sáng còn khá là nhiều và cái lõi chỉ có 23 ml thôi. Như vậy bệnh nhân này chúng ta có thể can thiệp để cứu bệnh nhân. Thì như vậy với cửa sổ mở rộng là chúng ta phải chứng minh rằng bệnh nhân đó vẫn còn vùng chân tối dương sáng và cái phần hoại tử nó không nhiều, thì lúc đó chúng ta mới có thể can thiệp được. Thì tới đây là kết thúc bài. Chúng ta sẽ đánh giá lại xem chúng ta đã hoàn tất được những gì. Thì các mục tiêu chúng ta đều đã hoàn thành. Nhất là chúng ta sẽ biết được nguyên lý của CT và MRI, rồi chúng ta thấy được các chỉ được các cấu trúc giải phẫu trên phim ha, rồi chúng ta nhận diện được hình ảnh xuất huyết dưới nhện, nhận diện được cái dấu hiệu sớm của thiếu máu não và nhồi máu não, rồi chúng ta lựa chọn được kỹ thuật trong hình ảnh trong đột quỵ tối cấp để chúng ta có thể can thiệp. Thì bài này đến đây là kết thúc ha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn học thật là tốt, đạt nhiều kết quả tốt.